sự tráo trở trong tình yêu khiến con tim tan vỡ. Tùng Lâm, sao lại có thể như thế này? Hơn phim Việt Nam độc quyền. Con đi chơi với Tiến Mạnh chắc chắn là sẽ vui hơn đi với ba mẹ nhiều. Anh ta cũng chỉ giống như một người bạn gái của con thôi mà. Châu, đã làm việc không phải với thương là định mệnh sắp đặt. Hãy để cho anh được làm chồng em và chăm sóc em trọn đời. Hay một trò đùa. Tránh ra. Lần đầu tiên tại Việt Nam, sự kết hợp đầy bất ngờ của dàn sao Việt thực lực trong một cuộc đấu tranh khốc liệt giữa hiện thực nghiêng ngả và ảo mộng đầy ngàn trái. Tôi đã sai lầm khi rước cậu về nhà này. Cậu là hung tinh vô nhà tôi chứ không phải cứu tinh cứu tướng gì hết. Chưa bao giờ tôi coi anh là chồng hết. Có nghe không? Mày quên rằng mày chỉ là một thằng chồng hờ nữa sao? Tôi không phủ nhận rằng anh chồng đó không thể khiến cho công ty tôi rung động. Khi em biết người đã gây ra mọi đau khổ cho anh chính là Tùng Lâm, vậy là em biết anh đã thua rồi. Xem bộ phim Giành Lại Tình Yêu phát sóng độc quyền trên E-Channel lúc 12 giờ hàng ngày.